Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó là cây Aridrim các bạn. Aridrim này có nghĩa là giấc mơ nông nghiệp các bạn. Cây này là cây giấc mơ nông nghiệp. Nó có cái tên riêng là AD26AS-SB. Cây máy rất là hiện đại các bạn, cây máy rất là ngon luôn, với tình trạng máy đẹp y chang như đập thùng các bạn, mới xuất sắc luôn các bạn xem nha. Đây. Nó chánh tông là Maruyama nha các bạn, mà nhưng mà cái dòng này là dòng Aridrim, giấc mơ nông nghiệp. Nhiều người làm nông của mình rất là thích ha, giống như một cái giấc mơ ha, có được cây máy và thấy khởi động rất là đã luôn, chụp dịch trợ lực ha. Khẽ giật nhẹ cái là nổ các bạn. Đấy. Nó có xả áp tự động nha các bạn, xả áp tự động cho nên rất là giật, rất là nhẹ nhàng ha. Đây, các bạn xem Aridrim ha, nắp sàn kính ha, nắp sàn kính mít luôn, rất là đã. Sàn kính đấy, nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ ha các bạn, chế quạt khí quanh rồ rất là tiết kiệm xăng ha. Trọng lượng thật là nhẹ luôn, trọng lượng rất là nhẹ nhàng, rất là thích hợp cho với phụ nữ và người lớn tuổi ha, rất là nhẹ nhàng. Các bạn quan sát chế quạt khí quanh rồ của nó đây ha, rất là đẹp, trắng tinh luôn. Có đóng made in Japan trong lốc nha các bạn, made in Japan trong lốc, các bạn về các bạn trải nghiệm ha. Tình xa bằng trong lốc. Các bạn thấy tem bình xăng nó còn, nó chạy một cái tùm gời nha các bạn, tùm gời rất là đẹp luôn. Bên này nó cũng còn tem bình xăng nữa nha các bạn, tem này tem giấy rất là chóc, dễ chóc các bạn, mà nó vẫn còn ha. Đây, các bạn thấy bồ lửa của nó sáng trưng luôn, ốc é rất là đẹp, đẹp cực kỳ luôn các bạn. Tình trạng máy là còn 95% luôn các bạn. Không biết ở nước ngoài nó có sử dụng chưa, nhưng mà mình thấy rất là mới luôn. Đây, nắm này ha. Ok, đeo. Đây, nắm phía trái. Cùm nữa đây. Nắm tinh một màu luôn. Và đặc biệt nó mang một cái tay ga bóp kép nha các bạn. Tay ga bóp kép. Tay ga này rất là anh em mình rất là thích luôn. Đây là bóp này theo mức ghim nha các bạn. Đây theo mức ghim, bóp này theo mức ghim ha. Và mình chàng tay mình bóp cái cần đỏ này á, thì bóp hết ga tối đa luôn ha. Nếu mình bóp cặp gì là hết ga nè. Mình bóp đơn gì là theo mức ghim của cây này. Cây này chỉnh đâu thì bóp theo đó ha. Và nó lại có nút chốt nữa các bạn. Này nút chốt ha. Này chốt, chốt gài cứng lại ha. Khi mình bóp mạnh vô thì nút chốt nó nhả ra ha. Nút chốt. Và nó có cả cái công tắc nữa các bạn. Thì nói chung cái tay ga này là đỉnh của các loại tay ga ha. Mình đặt cho nó là tay ga bóp kép, tại vì nó có hai cần nè, hai cần tay ga bóp kép. Xài rất là ngon luôn. Đây các bạn. Đây cần lạp zin của nó luôn nè ha. Aridrim ha. Mình nhắc lại nha, Aridrim này là nó là Maruyama đó các bạn. Nhưng mà nó là dòng Aridrim. AD26AS-SB. Đây trắng cỏ của nó này, còn trắng tinh luôn ha. Cùi nữa đây, chẳng phít luôn. Đấy. Ở trong dính cỏ nè, rất là đỉnh luôn.
Dao này là dao Makita đây các bạn. Dao rất là an toàn luôn. À, mình quên nha. Cây này là nòng nó là 34 ly ha. Dung tích xi lanh nó là 26cc. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Đầu tiên thì máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn. Bơm xăng, đóng e, đây e gió nó nè. Nếu mà máy nó nhạy nổ rồi mà các bạn không cần làm gì, đóng e cũng nổ ha, bơm xăng cũng nổ, không bơm cũng nổ. Nó nhạy rồi nó vậy các bạn. Với tình trạng rất là mới luôn ha. Bạn xem. Tinh luôn. Tắt nha. Nổ nha. Tắt nha. Nổ nha. Nổ nha. Rồi để mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Rất là bốc luôn ha. Dài nè nha các bạn, bóp cần dài nó không có hết ra. Đây mình vừa để mức kim ở đây ha. Đây bóp nó sẽ nhỏ ha. Đây. À, mình để đây mình bóp nó không ăn luôn nè ha, bóp không ăn luôn, kéo sát xuống ha, kéo sát xuống. Kéo lên sát lên đây bắp bóp cần vàng không ăn nhưng mà bóp cần đỏ vẫn ăn nha các bạn. Đây, đây. Đấy. Kéo sát xuống nha, bóp cần đỏ nha. Đây. Bóp cần vàng nha, nó lên chậm hơn. Bóp cả hai cần thì nó ăn theo cần đỏ các bạn. Rồi tắt nha. Rồi cái video mình giới thiệu cây Maruyama Ari The Dream đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.